Ngồi xếp chân hoa sen luyện thở, gác chân phải lên đùi trái, nắm mũi bàn chân kéo lên gác nửa bàn chân thôi, ép đầu gối xuống, rồi gác tiếp chân trái lên đùi phải. Ngồi được hoa sen hoàn chỉnh là ngồi như thế này, ép hai đầu gối sát xuống sàn. Còn ngồi không được chân hoa sen thì gác chân phải lên và kéo chân trái vào nằm ở dưới chân phải, gọi là nửa hoa sen. Tùy theo chân của mỗi người, ai xếp được rồi thì cố gắng xếp. Đau ở đâu từ từ tháo ra và đổi tháo ra, đổi tháo qua, tháo lại để đổi ra. Rồi mở hai cái mông mình ra, cho xương ngồi chạm dưới sàn vững vàng. Rút rốn về thắt lưng, trả thắt lưng về trung tính. Rồi nâng vai lên, xoay vai ra sau và buông lỏng vai xuống. Cuối cùng, vươn dài đỉnh đầu lên đi nào, vươn dài đỉnh đầu lên. Cột sống nằm trên một đường thẳng, từ xương cột tới đỉnh đầu một đường thẳng. Từ từ mắt khép lại nhẹ nhàng, không nhắm không nheo cả chân mày, cả đuôi mắt. Thả lỏng chân mày ra, thả lỏng trán, thả lỏng mi mắt ra, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng môi miệng, toàn bộ khuôn mặt được thả lỏng ra. Môi hơi mỉm cười cho mặt tươi tắn lên đi nào. Thả lỏng hai cánh tay, thả lỏng vai, thả lỏng thân, thả lỏng hai chân, toàn bộ cơ thể thả lỏng ra. Bây giờ hướng ý thức vào hơi thở. Hít thở trong yoga, hít mũi, thở mũi, không thở miệng. Hít vào và thở ra, tập cho hơi thở ra dài gấp đôi hơi hít vào. Cảm nhận sâu vào nè, hít sâu vào, từ từ thả lỏng bụng tự nhiên. Khi thở ra rút rốn vào, thở ra, khi thở ra cố gắng thở hết hơi ra. Hít sâu vào, thả lỏng bụng tự nhiên, bụng căng lên. Thở ra rút rốn vào, cố gắng rút rốn, rút rốn, rút rốn. Thở ra cho hơi thở ra dài gấp đôi hơi hít vào. Thả lỏng cơ mặt ra đi nào. Hít sâu vào, cảm nhận ngay luồng không khí đi qua hai cánh mũi đầy phổi lên, bụng căng lên. Thở ra từ từ rút rốn vào, bụng xẹp xuống và đẩy không khí từ đáy phổi đi ra ngoài. Hít sâu vào, căng 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 lên. Thở ra rút rốn vào, lưng giữ thẳng cố định, không gật gù tới lui. Hít sâu vào, thở ra, cảm nhận hơi thở thật sâu, thật chậm, thật dài, thật êm. Hít sâu vào, thở ra, gọi là hơi thở có ý thức là đây. Bình thường mình hít thở trong vô thức cho nên hơi thở nông hơn, cạn hơn, làm cho người mình càng ngày bị thiếu oxy, thiếu máu não. Hít sâu vào, thở ra, tập luyện hơi thở có ý thức này, tạo thành một hơi thở bình thường sử dụng hàng ngày để giúp cải thiện hơi thở, để giúp cho oxy dẫn khí huyết mình đưa đến những nơi xa tim nhất, để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình, duy trì sức khỏe của mình. Hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, giữ bất động, thở ra, chỉ có vùng bụng phình lên và xẹp xuống. Từ từ hơi thở tạo thành một thói quen của mình, không có gồng người, không có cố gắng, không có căng thẳng cơ mặt. Hít sâu, thở ra, có thể tập bất cứ lúc nào, bất cứ
nơi đâu, đi đứng ngồi nằm, hãy nhớ tới hơi thở là mình đều tập được cái hơi thở này. Càng thở cái hơi thở này tốt, chừng nào cơ thể mình khỏe chừng nấy.